nạn lan tràn khắp thành phố, khi các vị dân cư chỉ lo cho lợi ích cá nhân, trong khi các khu phố thì đổ nát tàn tệ. Nhiều khu phố thương mại lỗ lã bị bỏ trống, lực lượng cảnh sát suy giảm, người vô gia cư tràn ngập trên đường phố và tự do sinh sống trong các công viên của chúng ta. Quản lý tài chính sai lầm dẫn đến thành phố gần phá sản nên phải tăng thuế để bù lỗ, lãng phí tiền thuế của cư dân, tăng lương nhân viên thành phố thái quá, dùng chính sách gia đình trị để bổ nhiệm người không hội đủ tiêu chuẩn vào các vị trí quan trọng, thay đổi nội quy chương trình nghị sự nhằm bịt miệng các nghị viên không cùng phe phái, đánh mất quyền lợi của nền dân chủ, đánh phá, đe dọa và đàn áp những người đối lập và kém ăn văn. Thủ lĩnh băng đảng bộ bà Chí Tà đã lạm dụng cảnh sát thành phố để gây áp lực đến các doanh nghiệp địa phương và trừng phạt kẻ thù chính trị. Thành phố đã phải trả nửa triệu đô la trong một vụ kiện sau khi thành phố bị buộc tội đe dọa, đàn áp và trả thù với các cư dân và nhân viên thành phố. Vì những lý do đó, xin mọi người trong thành phố hãy ký đơn kiến nghị bãi nhiệm Chí Tà, Kimberly Hồ, Charlie Chí Nguyễn. Thông cáo này được authorized bởi Westminster United và công ty Kiều Hoàng Kệ đang có trả tiền. Đài truyền hình SET không chịu trách nhiệm nội dung này. Nạn lan tràn khắp thành phố khi các vị dân cử chỉ lo cho lợi ích cá nhân, trong khi các khu phố thì đổ nát tàn tệ, nhiều khu phố thương mại lỗ lã bị bỏ trống, lực lượng cảnh sát suy giảm, người vô gia cư tràn ngập trên đường phố và tự do sinh sống trong các công viên, quản lý tài chính sai lầm dẫn đến thành phố gần phá sản nên phải tăng thuế để bù lỗ, lãng phí tiền thuế của cư dân, thậm chí tăng lương nhân viên thành phố thái quá với nhiều lợi ích, thay đổi nội quy chương trình nghị sự nhằm bịt miệng các nghị viên không cùng phe phái, đánh mất quyền lợi của nền dân chủ. Bộ ba Trí Tà đã lạm dụng cảnh sát thành phố để gây áp lực đến các doanh nghiệp địa phương và trừng phạt kẻ thù chính trị. Vì những lý do đó, xin mọi người trong thành phố hãy ký đơn kiến nghị bãi nhiệm Trí Tà, Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn. Thông cáo này được authorized bởi Westminster United và được trả tiền bởi ông Hoàng Kiều. Lido Sài Gòn TV không chịu trách nhiệm cho nội dung này. Tệ nạn lan tràn khắp thành phố khi các vị dân cử chỉ lo cho lợi ích cá nhân. Các khu phố đổ nát, tàn tệ, nhiều khu phố thương mại lỗ lã bỏ trống, người vô gia cư tràn ngập trong thành phố sinh sống tại các công viên, lực lượng cảnh sát suy giảm, những kiện tụng tốn kém, quản lý tài chính sai lầm đưa thành phố đến gần như phá sản nên phải tăng thuế, lãng phí tiền thuế của cư dân, thậm chí tăng lương nhân viên thành phố thái quá với nhiều lợi ích, thay đổi nội quy chương trình nghị sự nhằm bịt miệng các nhân viên không cùng phe phái, đánh mất quyền lợi của nền dân chủ. Bộ ba Trí Tà đã lạm dụng cảnh sát thành phố để gây áp lực cho các doanh nghiệp tại địa phương và trừng phạt kẻ thù chính trị. Vì những lý do đó, xin mọi người trong thành phố hãy ký đơn kiến nghị bãi nhiệm Trí Tà, Kimberly Hồ và Charlie Trí Nguyễn. Thông báo này được authorized bởi Westminster United và trả tiền bởi ông Hoàng Kiều. Sài Gòn TV không chịu trách nhiệm cho nội dung này. Westminster trong khu vực Little Sài Gòn là niềm tự hào của người Việt Nam và là thành phố đầu tiên chiếm được đa số người Việt của hội đồng thành phố, nắm được toàn quyền quyết định các dự án. Nhưng hiện nay thành phố đang bị tệ nạn lạm dụng quyền lực, dùng chính sách gia đình trị bổ nhiệm người thân không hội đủ điều kiện vào các chức vụ quan trọng, lãng phí tiền thuế cư dân qua các vụ kiện. Họ nhẫn tâm dẹp bỏ tòa thị chính thành phố. Tệ nạn vô gia cư gia tăng trong thành phố. Họ trao quyền diễn hành Tết cho nhóm người cùng phe và một trong những người đó đã bị kết án khiêu dâm trẻ em. Trí Tà, Kimberly Hồ, Charlie Chí Nguyễn đã dùng quyền lực đa số bộ ba đưa đến những tệ nạn này. Chúng ta cần ký đơn để yêu cầu có một cuộc bầu cử đặc biệt để cùng nhau quyết định xem họ có còn xứng đáng tiếp tục là những người lãnh đạo trong cộng đồng chúng ta, hay cần phải bãi nhiệm để chúng ta có những người lãnh đạo mới, xứng đáng hơn để họ có thể tận tâm phục vụ cộng đồng. Đã đến lúc chúng ta cần phải có sự minh bạch. Hãy cùng ký đơn xin bầu bãi nhiệm để chúng ta có cơ hội đem trở lại niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam. Bãi nhiệm là gì? Quyền lợi cần phải biết. Bầu bãi nhiệm là một bầu cử đặc biệt, là một quyền lợi của cử tri. Theo luật pháp tiểu bang California 6253.5, đơn này và chữ ký của quý vị sẽ được giữ kín. Những người đối lập sẽ không được phép xem hay kiểm tra đơn và danh tánh của người ký đơn. Ký đơn xin bầu bãi nhiệm là không nhất thiết sẽ bãi nhiệm bất cứ thành viên hội đồng thành phố nào ngay tức thời. Ký đơn bãi nhiệm có nghĩa là đồng ý cho các cử tri có một cuộc bầu cử đặc biệt để cùng nhau quyết định giữ lại hay bãi nhiệm ba thành viên đó. Các tình nguyện viên đang đến các khu phố gia cư, quý vị hãy bảo vệ quyền lợi của cử tri. Hãy ký đơn bầu bãi nhiệm ngay hôm nay để đem lại sự an ninh trật tự trong thành phố và niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta.